Văn Lai. Một lần nọ anh bị ba ba cắn vào tai làm bị thương ngón út. Mới đầu đến bệnh viện, chỉ rịch thuốc cầm máu, cho là không có việc gì. Nhưng nửa tháng sau, nơi đốt ngón tay bị thương bắt đầu viêm, sưng phù, đau đớn. Bác sĩ kiểm tra xong, chuẩn đoán là vi khuẩn độc ăn tới xương, cần cắt bỏ ngón út để tránh độc lây lan, làm hại tính mạng. Thế là cắt đi, còn lại chín ngón tay. Chưa được nửa năm, Văn Lai ra biển du ngoạn. Thật không may, lại bị một con ba ba cắn bị thương ngón chân út. Mấy ngày sau, chân phát viêm, sưng đau, lại đến y viện chụp X-quang, thì phát hiện độc lan tới xương, phải cắt bỏ ngón chân út để được an toàn. Thời gian chưa được một năm, ngón tay út và chân út đồng phát viêm, sưng đau, Văn Lai lại đến y viện xin khám chụp X-quang. Ôi, không được rồi, lần này độc có khả năng hình thành ung bú. Cần cắt bỏ bàn tay và bàn chân đi. Người bệnh đồng ý tiến hành phẫu thuật. Văn Lai gặp bất hạnh. Nhiều người đều xôn xao bàn tán, nó quá lạ kỳ. Thế nhưng việc kỳ hơn nữa lại nối đuôi nhau xảy đến. Nguyên là một ngày nọ, con trai của người quen Thế Phát làm tu sĩ, Văn Lai theo mọi người tham dự lễ xuất gia. Bởi vì lễ Thế Phát ở Thái Lan thường cử hành lúc 4-5 giờ sáng, cho nên người tham dự phải đến ngủ lại tại chùa cho tiện bề dự lễ. Họ cùng ngủ chung trong điện Phật, có đến khoảng 4-50 người, nhưng xui xẻo lại dán ngay trên mình Văn Lai. Có một con chuột, trong mấy mươi người đang say giấc nồng đó, nó lại nhè ngay vết thương nơi cái chân bị khưa của Văn Lai mà cắn cho một phát. Văn Lai đau quá, hét to và rên rỉ, làm kinh động cả đám người đang ngủ. Mặc dù chuột chỉ cắn một chút ngoài da, làm chảy ra một tí xíu máu, nhưng mọi người bắt đầu bàn tán. Họ nói, chuột chỉ cắn nhân vật không có mạng sống. Ai mà ngẫu nhiên bị chuột cắn, chứng minh người đó chỉ là một cái thây không có linh hồn. Cho nên con chuột mới dám cắn họ. Mọi người bàn tán trời, khiến Văn Lai thêm hoảng kinh, bất an. Anh thầm nghĩ, có lẽ mình không còn sống lâu nữa. Mặc dù có người an ủi anh chẳng nên mê tín như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy mạng sống đang bị uy hiếp. Hơn nữa, ở chỗ hai vết thương bị khưa nơi tay và chân cứ âm ỉ ngứa đau mãi. Thế là Văn Lai bèn tới y viện khám. Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ nói, không xong rồi, phim chụp X quang hiển thị có hai chỗ vết thương đều bị độc cũ lan đến xương, giống như lần trước ung bu đã lây lan rất xa. Nếu không cắt cánh tay và ống chân thì không được. Vậy là lại phải cắt bỏ tay tính từ khuỷu cánh tay trở xuống, và chân cắt từ đầu gối trở xuống. Trong vòng 3 năm, chỉ mình Văn Lai thôi mà bác sĩ phải khai đao động thủ đến 5 lần. Bác sĩ viện trưởng, người đứng mổ cho bệnh nhân, nghĩ rằng ngày trước ác anh có làm chuyện gì kỳ quái, bèn đặc biệt sưu tập điều tra về lý lịch thân thế Văn Lai. Và cuối cùng bác sĩ biết được rốt ráo như sau. Văn Lai 43 tuổi, làm nghề nông kiêm công dân xây dựng. Bình thường tính ưa uống rượu, ưa ăn cá sông, đặc biệt thích ăn các loài rùa, ba ba, vân vân. Văn Lai nghe người ta nói, nếu như ai ăn từ 10 đến 20 con ba ba thì suốt đời không bị phong thấp hay bệnh thời tiết gì nữa, lại còn được nhuận âm, bổ dương. Vì vậy mà anh thường ăn ba ba xào ớt, phối hợp với một bình rượu trắng. Văn Lai tha hồ hưởng thụ cho sướng miệng. Suốt 20 năm nay anh đều ăn như thế, ăn không biết ngán. Một hôm Văn Lai ra chợ mua một cụ ba ba to khủng, nặng tới 10 mấy ký. Anh mừng như bắt được vàng. Cụ quý hiếm này tất nhiên là không thể ăn một lần mà hết ngay được, phải cắt làm sao để có thể hưởng thụ dần mà không cần phải bỏ vào ngăn đá bảo quản. Thế là Văn Lai đã nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu, cắt ba ba ra ăn dần. Bởi vì rùa và ba ba
có loài tuổi thọ cao, giỏi chịu đựng, nên sống rất lâu, khó mà chết ngay được. Nếu như nhốt nó không cho ăn, thông thường nó vẫn có thể sống đến nửa năm. Phương pháp ẩm thực tuyệt chiêu của Văn Lai là nếu hôm nay ăn bao nhiêu thịt thì chỉ cắt bấy nhiêu, sau đó quẹt vôi lên chỗ thịt vừa cắt để cầm máu. Như thế con ba ba này có thể để ăn dần đến 10 ngày hay nửa tháng mà nó vẫn còn sống. Cuối cùng thì cắt đầu nó ăn hết. Từ hôm Văn Lai nghĩ ra cách ăn mới mẻ và thực hiện thành công rồi, thì kể từ đó cứ y theo cách này mà hành sự, và anh đã ăn không biết bao nhiêu con ba ba rồi. Có người tốt bụng nhắc nhở anh, thủ đoạn này quá máu lạnh và tàn nhẫn, quá vô lương tâm, sẽ bị ác báo. Nhưng anh bất kể, chỉ cần có thịt ba ba tươi ngon là đủ. Cho đến lúc thân thể của anh bị cắt, cưa ra từng kỳ, nếm trải mùi vị đó, anh mới biết đây là báo ứng hiện đời đang giáng xuống thân mình. Nhưng có hối cũng muộn màng. Bác sĩ viện trưởng gom tư liệu sưu tập được, xem tỉ mỉ, rồi viết ra câu kết luận. Y học vô phương giải thích những câu chuyện báo ứng nhân quả có thật như vậy. Có một y viện huyện thuộc vùng cao nguyên Thái Lan. Do giao thông bất tiện nên bệnh nhân phải đi từ sáng sớm tới bệnh viện để khám và kịp quay về nhà trước khi trời tối. Một ngày chủ nhật nọ, bệnh nhân cần khám đều đã khám xong nên chiều nay xem như bác sĩ được rảnh rang. Bỗng một y tá cuống quýt hướng về phía viện trưởng báo cáo. Có người bị mắc xương cá nơi yết hầu, đang chờ cấp cứu, xin viện trưởng đến cho. Đó là một anh chàng thanh niên hơn 20 tuổi, hô hấp đã ngừng, thân thể vẫn còn ấm, sắc mặt tái nhợt, hiện vẻ đau đớn và sợ hãi tột độ. Theo lời người nhà và thân hữu bệnh nhân kể, thì lúc đưa vào viện anh mới tắt hơi. Mặc dù người bệnh đã chết, nhưng chiếu theo quy luật của bệnh viện, cần phải giải phẫu để làm rõ nguyên nhân tử vong và tiện cấp giấy chứng tử. Sau đó, bác sĩ lắng nghe người nhà kể lại quá trình xảy ra cái chết trí mạng. Anh thanh niên bị mắc xương cá chết, tên là Thịnh. Sáng sớm hôm nay, cùng mấy người bạn trai ra đồng bắt cá. Do đêm qua mưa lớn, đồng ruộng ao mương gì cũng ngập nước, cá tôm có đầy, nên ai cũng bắt được rất nhiều cá tôm. Thịnh bắt được một con cá giết núi, lại nhìn thấy trước mặt có một con cá chép to. Trong lòng quá mừng, bèn bước vội tới bắt cá chép. Lúc này, tay của anh đang cầm cá giết, không biết thả đâu cho ổn, nhưng không thể buông nó ra. Trong giây phút vội vàng, anh quyết định đưa cá lên miệng ngậm. Không ngờ, con cá nhỏ lại chui tọt vào cổ và cắm dùi nơi cổ họng anh. Thịnh thấy cổ họng quá đau, liền dùng tay móc ra, nhưng đã quá muộn. Cả mình con cá đều nằm nơi yết hầu, kéo ra không được. Loài cá giết núi này nhỏ nhắn và có rất nhiều ở đồng ruộng Thái Lan, thân mập, dài khoảng 2-3 thốn, vảy nó màu hoàng kim, sáng lấp lánh nhưng rất cứng và sắc. Nếu vuốt theo chiều thuận thì mình nó trơn, nhưng kéo ngược lại thì vảy sẽ thành những móc câu ghim chặt. Vì vậy, khi Thịnh càng lôi con cá ra, tức là càng bị các móc câu này phát huy đại tác dụng, khiến anh đau chí tử. Loài cá này đặc biệt sống rất khỏe và dai, nó có thể rời nước bò lên trước đỉnh núi, vì vậy mới gọi nó là cá giết núi. Chưa đầy mấy phút, Thịnh bắt đầu hô hấp khó khăn, con cá cứng đầu trụ ngay tại yết hầu, nuốt không được, nhổ không ra. Muốn hét to cũng không thể. Thịnh đành dùng tay chỉ vào miệng, hai mắt trợn trắng. Mấy người bạn thấy vậy hoảng kinh, vội vạch miệng Thịnh để đem cá ra. Nhưng vô phương, đành dương mắt nhìn Thịnh thống khổ co giật. Một người bạn vội kêu xe taxi tới, chở Thịnh vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng đi được nửa đường thì chàng tắt thở.
Lúc này y viện đang phẫu thuật. Bác sĩ rạch cổ Thịnh, lấy ra con cá giết núi. Nó vẫn chưa chết. Y tá đem nó thả xuống ao trước bệnh viện, hớm hỉnh nói: Nếu như cảnh sát tra án thì sẽ truy bắt hung thủ. Người hãy xuống ao nước để lánh đi nha. Còn thi thể của Thịnh thì người nhà lãnh đem về. Thịnh bị mắc cá sống chết đi, gia đình làm tang lễ cho anh. Theo phong tục Thái Lan, người chết 7 ngày thì đem thiêu. Thịnh chết trẻ bất ngờ, khiến nhiều người thương tiếc. Nhưng sáng hôm đó, ngay lúc cử hành lễ hỏa táng cho Thịnh, lại nghe tin có người bị cá giết núi làm chết nữa. Thực sự quá bất ngờ. Và còn bất ngờ hơn nữa khi người chết là ông Thông, ba của Thịnh, cũng bị cá giết núi mắc kẹt nơi cổ, y như thế, và do nuốt, nhổ không xong, vô phương hô hấp nên dẫn đến tử vong, giống y chang kiểu chết của Thịnh. Đây quả là chuyện cực kỳ lạ lùng trong ngày đó, gây chấn động toàn huyện, toàn tỉnh. Bởi vì hôm đó gần tối mới cử hành lễ hỏa táng, thân hữu đều đến dự. Ông Thông, ba của Thịnh, muốn chuẩn bị tiệc đãi khách nên tờ mờ sáng đã ra mương bắt cá. Để tiện bắt cá tôm, trước tiên phải tát bớt nước trong mương đi. Lúc đó, cá lớn, cá nhỏ bị dồn ép, chen nhau quẩy đạp không ngừng, cứ dùng rọ mà chụp bắt nó. Ông vừa bắt cá, vừa lớn tiếng kêu vợ cầm thúng ra đựng cá. Kể ra thì chậm, nhưng lúc đó diễn tiến rất nhanh. Ngay lúc ông Thông hả to miệng gọi vợ, thì bỗng có một con cá giết núi nhảy lên cao, không nghiêng không lệch, rơi đúng ngay vào miệng ông. Ông Thông bị nạn bất ngờ, hoảng kinh, vội vận dụng toàn lực khạc nhổ cá ra và đưa tay móc. Nhưng con cá giết núi có sức sống mạnh mẽ, dẻo dai, đã chui thẳng vào yết hầu, trụ tại đó, không thèm đi tiếp nữa. Ông Thông được người bồng lên bờ mương. Lúc này hai mắt đã trợn trắng. Trên đường đưa đến bệnh viện thì ông tắt thở. Đây thật là chuyện lạ có một không hai, nên được đồn vang khắp toàn thôn, toàn huyện, rồi toàn tỉnh. Y viện trong một tuần ngắn ngủi đã phải xử lý tình huống tử vong của hai cha con ông Thông. Việc này phải nói là chấn động và khó hiểu. Vì vậy viện trưởng đến nhà tang quyến chia buồn và cất công tìm hiểu vì sao cả hai cha con trong 7 ngày lại bị cá sống hại chết. Té ra gia đình ông Thông, tổ tiên mấy đời đều cư ngụ ở đây, hễ rảnh vụ mùa thì bắt cá, nuôi cá, làm nghề phụ. Nếp nhà nhờ đây mà giàu có. Ông Thông bắt cá phơi khô đem bán, nghĩa là khi bắt cá còn sống, ông dùng que tre đâm từ miệng cá đến cổ họng nó. Mỗi que đâm từ 5 đến 10 con. Ông dùng lửa sấy hoặc phơi nắng. Mỗi sâu cá được treo nơi khung tre chờ tiêu thụ. Từ tổ phụ đến Thịnh là 4 đời chuyên làm như vậy. Dân làng thấy ông Thông dùng tre nhọn đâm yết hầu cá sống, khiến nó chảy rùa đau đớn, thủ đoạn tàn nhẫn, thảm đến chẳng nỡ nhìn. Ngàn vạn lần cũng không thể tưởng được là cha con họ lại bị cá sống hại chết giống y nhau theo kiểu này. Nếu ngay đây mà đối chiếu cảnh người móc cá, cá móc người, thì đây chính là diễn tiến lạ lùng của báo ứng. Đúng như nhà Phật từng nói, nhân quả báo ứng không hề xử oan người. Có thể nói nhân quả xoay chuyển rất công bằng. Xin mọi người cảnh giác, ngàn vạn lần chớ nên gieo nhân ác. Ở Quảng Đông có một cô gái, cha mẹ sớm đã quy y thờ Phật, nhưng bản thân cô thì không tin. Lần nọ khi tôi và các bạn đến đó luận đạo, cô ở cạnh bên chăm chú lắng nghe và hiểu rõ đạo lý, lập tức nhận ra mình đã tạo nhiều tội, liền xin tâm sám hối. Cô nhắm mắt nghẹn ngào, lệ ăn năn rơi đầm đìa. Trong phút chốc, mặt cô bỗng đổi sắc, tươi hồng như hoa đào, cười vui rạng rỡ. Liên tục suốt 10 phút, cô vẫn còn ở trong tư thế nhắm mắt trầm tư, giống như đang nhập định vậy. Khi đó tôi biết cha mẹ cô và đại chúng
do không hiểu nên đang khởi niềm lo lắng. Vì vậy tôi bèn tiến đến gần, búng vào vành tai cô 3 cái, nhưng vẫn chưa thể lay cô xuất định. Tôi phải vỗ nhẹ lưng cô 3 cái mới thỉnh cô xuất định được. Khi cô mở mắt ra thì liền bày tỏ ý muốn, muốn làm lễ bái sư. Tôi nói, vừa rồi giúp cô chính là ngài Tuyên Hóa, vì vậy cô nên bái ngài làm sư. Hằng ngày thấy thời gian nào tiện thì cô lễ bái trước hình ngài Tuyên Hóa, lại bao nhiêu là do cô tự định, hễ lại đủ 1 vạn thì trở thành đệ tử ngài. Pháp danh cô là Quả Thính. Sư phụ hy vọng tương lai cô sẽ hoằn pháp lợi sinh, tỏa hương bát nhã, trí tuệ lưu truyền lâu dài. Cô rất cảm động nói với mọi người, vừa rồi trong lúc tôi hối hận, mắt tuôn tràn lệ, thì bỗng thấy Phật hiện ngay trước mắt, dung nhan tôn nghiêm không thể tả, làm tôi chấn động cả thân tâm, đồng thời phát sinh niềm hỷ lạc vô bờ bến. Cô kể lúc đó không muốn xa lìa hay ra khỏi niềm kinh an này. Cô không ngờ con người ta có thể đạt được hạnh phúc như vậy. Cô đã thực sự tin Phật Pháp. Kể từ hôm đó trở đi, cô dứt tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường, bước vào con đường học Phật, trì giới nghiêm cẩn. Mấy ngày sau, cô gọi điện cho tôi kể rằng, tối đó lúc cô ngồi thiền, bỗng khởi thắc mắc, không hiểu vì sao mẹ và các cậu mình đều mắc bệnh gan. Lập tức cô nhìn thấy cảnh, các cậu mình hồi trẻ đang giết một con chó to lớn, toàn thân màu đen, chỉ có 4 chân trắng. Tiếp theo, cô lại thấy cảnh cả nhà nấu thịt con chó ăn. Lúc đó, hình dáng mẹ cô trông chỉ độ 10 mấy tuổi. Sáng ra, cô hỏi thăm mẹ thì quả đúng như vậy. Mẹ cô kể hồi nhỏ, bà thường chơi đùa cùng con chó này. Khi nó bị giết, bà đã khóc hết mấy ngày. Nhưng khi thịt nó thì bà vẫn ăn. Cô bảo, mẹ phải vì con chó đó tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho nó thì bệnh gan mới lành. Tôi thật mừng cho Quả Thính, cô vừa bắt đầu tu học đã có thể dùng Phật Pháp làm lợi ích cho người. Tôi kể câu chuyện này ra chia sẻ, mong độc giả sinh khởi lòng tin, phát tâm quy y Tam Bảo, chịu khó nghe kinh hiểu lý, tịnh tâm tu hành để được lợi ích mỹ mãn. Sám văn. Tại phía đông nam thành Dương Xá có một hầm xí to, bao nhiêu phân giải ô uế đều xả vào hố ấy, sông mùi thúi đến có thể lại gần. Còn có một con dòi to lớn trong hầm, thân dài mấy trượng, hàng ngàn người đến xem. Ngài A Nan thấy vậy về bạch Phật, Phật và đại chúng cùng nhau đến hồ xem. Phật kể, sau khi Phật duy về nhập niết bàn rồi thì có 500 thầy tỳ kheo đi qua một ngôi chùa. Lúc ghé vào chùa, chủ chùa rất hoan hỷ, mời đại chúng ở lại để cúng dường. Ông hết lòng thết đãi, không tiếc món gì. Sau đó, có 500 người buôn ngọc ghé vào chùa. Thấy 500 thầy tỳ kheo tu hành tinh tấn nên rất ngưỡng mộ, đồng nghĩ, đây là cơ hội tạo phước điền khó gặp, chúng ta nên cúng dường. Thế là mỗi người cúng 1 viên ngọc, tổng cộng được 500 viên, đem gửi chủ chùa nhờ chuyển giùm. Chủ chùa liền sinh tâm tham, muốn đoạt lấy làm của riêng, không chịu giao phát. Khi các thầy tỳ kheo hỏi, ngọc châu của lấy buôn cúng cho chúng tôi, xin ông giao ra. Chủ chùa bèn đáp, ngọc ấy là họ cúng ta, nếu các người muốn chiếm lấy thì ta chỉ có phẫn dơ ban cho thôi. Còn nữa, nếu bây giờ mà các ngươi không cúng xéo cho lẹ, thì ta sẽ chặt tay chân các ngươi, quăng vào hầm phẫn. Chư tăng nghĩ tội nghiệp ông này ngu si, nên im lặng bỏ đi. Vì tội ác ấy, mà đời nay, chủ chùa kia phải đọa làm con dòi khổng lồ, sống trong hầm phân này. Sao còn phải vào địa ngục, chịu vô lượng khổ? Giải thích, thiện hay ác đều có quả báo. Ngay cả tà niệm vừa khởi thôi cũng có báo, huống chi
trụ trì này còn thốt lời ác ngông cuồng. Đã đối bậy như thế mà không biết lỗi sám hối sửa sai, nên sau khi chết rồi, lời ác rủa người lại trổ ngay trên thân mình. Sẵn đây tôi xin kể một câu chuyện. Bệnh này do đâu? Có một nữ sĩ tại đạo tràng bên Mỹ, tuổi hơn 40, bỗng bị bệnh mắt, chẳng bao lâu thì mù. Cô hỏi Quả Lâm nguyên nhân là do đâu? Quả Lâm hỏi: cô hay ăn mắt dê, bò, cá, gà, vịt, nghĩa là rất ưa ăn mắt loài vật, có phải vậy không? Đúng thế, vì ba tôi nói thì lực con quá kém, cần phải ăn nhiều mắt loại vật. Quả Lâm lại hỏi: lúc cô tức giận gây cãi cùng chồng, có phải thường hay nói tôi đúng là mắt mù nên mới lấy loài người như anh? Cô nghe vậy cười nước mắt bảo: lúc đó thầy tôi giận quá nên mới nói như thế, chứ chẳng phải là thật lòng. Chỉ nói như vậy mà cũng bị báo ứng hay sao? Lời nói dù thốt ra tùy tiện cũng phát xuất từ tâm mà, hơn nữa nội dung chứa đầy ác ý xúc phạm, gây tổn thương người. Mỗi lần cãi nhau xong, dù làm lành rồi, có phải cô vẫn chưa từng hướng về chồng xin lỗi hoặc thú nhận mình sai bằng mấy câu tạ lỗi như: em thật không đúng, xin anh tha thứ? Cô gật đầu. Quả Lâm nói: nếu như do cô tức giận mà nói bậy rồi sau đó biết ăn năn sám lỗi thì tội này không đến nỗi nặng nề như thế, và có lẽ không đến mức giờ đây phải bị mất ánh sáng. Cô hỏi: vậy mắt tôi còn có thể hồi phục chăng? Điều này phải xem cô có thật sự chân thành sám hối hay chăng. Chẳng phải cô vẫn còn ăn thịt chúng sinh hay sao? Cô nói: nhưng tôi ăn tam tịnh nhục mà. Quả Lâm bảo: đây chỉ là phương tiện, Phật tạm quá độ người sơ cơ, chưa thể ngay trong một lần dứt trừ ăn mặn được. Nhưng thực tế thì ăn thịt chính là sát sinh. Cái quan niệm ăn gì bổ nấy chính là tà thuyết cực kỳ sai lầm. Nếu muốn mắt sáng lại, cần phải dứt tuyệt đồ mặn, bao gồm cả trứng, và nguyện ăn chay trường. Nếu cô hiểu được loài vật bị giết ăn đau đớn thống khổ thế nào, thì phải lo mà phóng sinh cho nhiều vào. Tụng kinh niệm Phật không phải để cầu mạnh khỏe cho mình, bởi vì bị mù là quả báo tội lỗi của cô. Phải vì những chúng sinh cô ăn giết mà niệm Phật, tụng kinh giúp chúng lìa khổ được vui. Nếu chúng được cầu siêu, mở lòng tha thứ cho cô và chuyển sinh vào thiện đạo rồi, thì tự nhiên thì lực cô sẽ phục hồi. Nhãn căn cô vốn không bị hư, chỉ là do nghiệp lực ngăn che thì lực mà thôi. Cô vui mừng tiếp thọ. Bất kể bạn tin Phật hay không, dù là người xuất gia hay thế tục, thì nhân quả báo ứng không sai mảy may, như bóng theo hình. Cho nên chúng ta thờ Phật, không những miệng thường niệm Phật, mà cần phải chú trọng đến tâm ý. Nghĩa là trong tâm, lúc nào cũng phải có Phật. Vậy mới là quản tâm giỏi, không để nó chạy bậy. Mỗi một niệm trong tâm đều phải tương ưng cùng tri kiến Phật, vì chữ Phật là giác ngộ. Phật dạy thế nào, hãy làm theo thế ấy, bởi minh lý không nên làm sai. Nhưng ngoài những lúc niệm Phật ra, vẫn phải luôn tu, nghĩa là mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ tâm, chẳng khởi tà niệm. Mà chẳng giấy tà niệm tức là Phật niệm. Minh bạch đạo lý này rồi thì tinh tấn trì giới tu hành, niệm niệm giác ngộ, ngôn hành đúng pháp, tức là khai ngộ. Khai ngộ không phải khai mở thiên nhãn thiên nhĩ, mà chỉ là khởi đầu từ chẳng tin Phật thành tin Phật. Đây là tầng khai ngộ đầu tiên. Tiếp theo bắt đầu phát nguyện giữ giới, đó là tầng khai ngộ thứ hai. Tiến đến chịu tu lục đồ vạn hạnh là tầng khai ngộ thứ ba. Cho tới chứng sơ quả, nhị quả, tứ quả, thậm chí đạt nhất địa, thập địa Bồ Tát, cho đến thành Phật, tính ra có vô số tầng khai ngộ. Ác do tâm khởi, thiện từ tâm sinh. Nếu không khiến tâm dừng ác hướng thiện, không nhiếp phục được tâm, thì dù có tu pháp gì, có bái ai làm thầy, cũng không ra khỏi tam giới. Sám văn. Ngài Mục Liên
thấy một kẻ có cái lưỡi đứt to dài bị đóng đinh, bị lửa đốt cháy hừng hực, chịu khổ suốt ngày đêm. Bèn hỏi Phật: "Y tội gì mà chịu khổ như vậy?" Phật đáp: "Người này xưa kia là chủ chùa, đối với các thầy tỳ kheo, dù là thường trú hay khách, ông đều mắng nhiếc xua đuổi, không cho ăn uống, không chia đồ cúng dường bình đẳng. Vì nhân ấy nên bị như vậy." Giải thích: tính chúng cúng chùa, bất kỳ vật gì đều là cúng cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Dù là tăng thường trú hay khách đến thì vẫn là tu sĩ, đều có quyền thọ dụng của cúng dường. Nếu xử tệ sẽ bị quả báo đáng sợ. Sám giác. Có một con cá lớn có trăm đầu bị sa vào lưới. Thế Tôn thấy vậy bèn dập định từ tâm tam muội gọi con cá kia. Cá liền ứng khẩu trả lời. Thế Tôn hỏi cá: "Mẹ ngươi ở đâu?" "Mẹ tôi làm con dòi trong nhà xí." Phật bảo các tỳ kheo: "Lúc Phật Ca Diếp ra đời, con cá lớn này làm gì tam tạng? Tỳ kheo do ác khẩu nên bị quả báo nhiều đầu. Còn mẹ ông do thọ hưởng lợi dưỡng do ông chu cấp nên bị đọa làm con dòi trong cầu tiêu." Phật giải thích: "Mắc phải báo này là do tội ác khẩu, nói lời thô, bịa đặt đâm thọc, làm cho hai bên tranh đấu hỗn loạn. Sau khi chết rồi thì vào địa ngục, bị quỷ sứ đun đỏ khí cụ hành hình để ủi cái lưỡi người có tội, rồi đun đốt đỏ rực cái móc sắt. Móc này có ba mũi nhọn bén như dao, dùng đoạn lưỡi của tội nhân và kéo dài lưỡi ra cho trâu cày. Quỷ còn đốt đỏ chài sắt vọng vào yết hầu. Trải qua ngàn vạn kiếp, đền tội xong mới ra khỏi địa ngục, xin làm loài chim. Nếu ác khẩu mạng người, tương lai sẽ bị quả báo có nhiều đầu như rắn hai đầu, dê hai đầu, vân vân." Giải thích: "Dù tinh thông tam tạng, nhưng nếu phạm lỗi ác khẩu thì cũng xem là không giữ giới luật. Mà không giữ giới thì chẳng phải đệ tử Phật, chỉ là kẻ mượn danh Phật sống bôi nhọ đạo pháp. Tôi này lớn không thể nghĩ, bởi một hạt gạo thí chủ lớn như núi Tu Di, ăn mà không tu thì phải mang lông đội sừng đền trả. Thế nên bản thân vị này đã thọ nhận của tính thí năng tiêu, lại còn đem vật chất thuộc của Tam Bảo về cung cấp nuôi dưỡng mẫu thân. Vậy làm sao mà tiêu được hết? Vì về mẫu thân ông chết rồi phải làm dòi trong nhà xí, thực rất đáng thương. Đây là lời Phật, ai dám không tin?" Theo như tôi biết, hiện tại có những người xuất gia tự tiện đem tài vật của chùa về nhà làm của riêng, thậm chí mỗi tháng đều chuyển tiền về tư gia, tự biến của Tam Bảo thành tài sản riêng nhà mình. Nếu không mau sám hối sửa lỗi, tương lai ác báo họ phải thọ có thể đoán biết được. Phật nói những người thốt lời thô lỗ, ác ngôn xú ngữ, thêu dệt, ưa đơm đặt chuyện thị phi, chết rồi phải vào địa ngục thọ báo. Chúng ta thường phạm lỗi ác khẩu đâm thọc, nếu không nhanh chóng sám hối còn đợi đến bao giờ? Những câu chửi thề thô tục đầy ác ý dơ bẩn tuyệt không nên thốt ra từ miệng mình. Người mà miệng nói lời xú quế hay mắng người dễ bị bệnh miệng lưỡi lở loét, nghĩa là những chứng bệnh liên quan đến khẩu nghiệp. Những ai mắc bệnh này chữa mãi không lành, có thể đến trước Phật phát nguyện: "Từ nay về sau, con thề giết tuyệt, không ác khẩu hại người, và tụng ba bộ kinh Địa Tạng thì lành. Hàng ngày nên uống ba chén nước chú Đại Bi, sẽ hồi phục rất nhanh. Nhưng từ đây về sau tuyệt đối không được mắng người, phải luôn giữ khẩu đức. Nếu phạm tội ác khẩu hay nói chữ tục tiểu sẽ bị bướu cổ, bướu miệng." Chúng ta đã nghe kinh dài, hiểu cách lìa khổ được vui. Nếu không mau sửa lỗi ăn năn, còn đợi khi nào? Phật nhắc nhở, mỗi ngày trôi qua, mạng sống tổn giảm như cá ít nước, nào có gì vui, nên phải tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Trước đây, Phật từng tiên đoán, vào thời mạt pháp, tà thuyết hoành hành,
sẽ có nhiều người xúm nhau công kích lý nhân quả Phật thuyết. Trong đây có cả những vị thuộc nội bộ Phật giáo. Họ có thể là giảng sư, học vấn cao, nhưng lại tự ý chế đặt lý luận theo chủ kiến riêng, lập thuyết bội ngược với giáo lý Phật, và còn trích dẫn kinh điển do họ khảo chứng để chỉ trích Phật giáo và công khai tuyên bố rằng kinh A-di-đà, kinh Địa Tạng và các kinh điển Tịnh Độ Mật Tông thể đều là ngụy kinh. Khi họ lập luận tuyên bố như thế, chính là tự tạo tội vào địa ngục cắt lưỡi, sẽ thọ khổ vô cùng. Sám dân. Tội phước tuy khác nhau, nhưng cũng phải đợi kỳ trả báo. Mong mọi người đều sáng suốt, tin và không sinh tâm nghi. Giải thích. Từ vô thỉ đến nay, chúng ta ở trong tam giới, tâm tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, hưng thịnh, khó điều phục. Thế nên, vừa ra khỏi thai trâu, bò, lừa, thì vào bụng ngựa, xuống địa ngục, chẳng biết bao nhiêu lần. Đời này không biết lỗi xưa, quên sạch những khổ đau từng chịu trong ác đạo. Phật giảng đủ loại cảnh trạng trong địa ngục ra, khiến người nghe kinh tâm tán đởm. Chẳng ai chịu nghĩ đến giây phút vong thân mình sẽ như thế nào. Phàm phu ngu si sống tại nhân gian, trong khổ cho là vui, nào chịu tin địa ngục là có thực. Mà trên đời nào có ai đi địa ngục tận mắt chứng kiến cảnh chúng sinh thọ khổ ở đó rồi về nhân gian kể cho nhau nghe đâu. Mà dù có người nói, giảng hay kể ra thì phàm phu cũng không thể tin, bởi họ nói phải tận mắt chứng kiến mới nhìn nhận đấy là có thực. Vậy có lục đạo hay không? Từ mấy ngàn năm trước, Phật Thích Ca đã tả cảnh địa ngục với đủ loại khổ hình. Rốt cuộc thì có hay không? Trước tiên, ta chẳng cần quản đến, mà hãy chú ý đến cảnh thế gian trước đã. Ai từng vào bệnh viện cũng đều biết thảm cảnh khổ đau, rên la, kêu gào. Còn trong phòng phẫu thuật, có người đang bị cắt mổ, thay đổi bộ phận nào đó. Kẻ bị axit hại khuyết tay chân, thêu rụi mặt mày. Đây chẳng phải là địa ngục nhân gian hay sao? Vào chốn này, không những bị thu phí rất cao, mà có nhiều nơi còn phải o bế, lo thủ sẵn phong bì hậu hĩnh để biếu tặng các vị chủ mổ, chủ sự, chủ hộ lý. Nếu không sẽ bị khổ nhiều vì bệnh hành, thậm chí sẽ mất mạng. Những người thọ tội này, họ hoàn toàn chẳng biết đây là quả báo do ác nghiệp sát sinh ăn thịt mà ra. Nhìn theo lý nhân quả, thì bệnh phải mổ xẻ, tốn tiền, cũng là nghiệp. Nhưng bởi do không hiểu Phật Pháp, đến lúc ẩm thực, thân nhân lại tiếp tục đem đến nào là thịt quay, gà rán, cá hầm, vân vân để cho họ tạo nghiệp tiếp. Bởi vì do muốn dùng thay loài vật tẩm bổ xác thân mình, nên họ không biết lúc nào thân thể sẽ được an. Khi mà một dòng ác nghiệp mới tạo lại bắt đầu, rồi thì chẳng bao lâu có thể họ sẽ tiếp tục vào phòng mổ nữa để bị cắt xẻ, chẩn trị, và có thể cũng không còn cơ hội quay về nhà, bởi không ai dám bảo đảm chuyện này. Chẳng phải trước khi mổ, bác sĩ luôn buộc người nhà phải viết giấy cam kết hay sao? Do không tin nhân quả, nên họ thật đáng thương và cũng không biết làm sao để thoát khổ. Tôi dùng loài heo trong cõi súc sinh để thí dụ. Heo sống trong chuồng hiện đại quá rất ít. Đa số chúng được công dân nuôi trong chuồng thô sơ, cho ăn cám bã hư thiêu. Thậm chí, lúc heo kiếm ăn cũng vẫn ăn đồ cặn bã. Còn gì tranh ăn mà cắn xé nhau. Và trong lúc ăn uống, nó còn phát ra âm thanh ột ột, lộ vẻ say sưa ngây ngất, tâm mãn ý thỏa.
ăn no rồi thì nằm tại chỗ dơ, bài tiết trong chuồng mà ngủ say. Giống như đang ở nơi sướng khoái, vô tư lự, thanh bình, an vui. Đến khi thức dậy, heo đực, heo cái còn lao vào luyến ái, bận rộn gieo giống, sinh sản, truyền tông nối dõi. Heo không biết lúc nào mình chết đi và cách chết ra sao, càng không biết chết rồi thân thể, thịt da máu huyết, nội tạng đều bị con người biến thành thức ăn ngon. Heo sống trong trại nuôi hiện đại quá, dù sinh hoạt tương đối được cải thiện, nhưng thực tế vẫn rất đáng thương, vì chỉ sống tạm trong thời gian ngắn, còn bị dưỡng nuôi bằng hóa chất và kích thích tố, khiến thân chống trưởng thành, phát dục mau, chỉ trong mấy tháng là bị đưa đến lò mổ. Đối với những loài vật bị giết, chẳng phải lò mổ, và nhà bếp của người ăn mặn rất giống với cảnh địa ngục Phật vừa mô tả hay sao? Bạn đừng nghĩ đến loài vật chết rồi sẽ hết thống khổ. Phải hiểu rằng, sau khi bị giết, thần thức nó vẫn còn đeo theo thi thể, lưu luyến hình hài, bởi nó cũng chấp. Đây chính là thân nó mà. Vì vậy, khi chúng ta đem xác nó cắt, xẻ, băm, chặt, nghĩa là nó nếm mùi vào núi đao xong thì phải vào chảo dầu, đau đớn tột cùng. Lúc ấy nó cắn răng ôm căm hờn, nhưng lại vô năng bất lực, không thể phản kháng. Xét ra mức độ thống khổ của thần thức nó phải chịu còn mãnh liệt hơn cơn đau thân xác rất nhiều. Kho thịt nướng cá cho thỏa thèm, nào biết vật chết không cam tâm, hồn sẽ gá vào trên thân bạn, sớm muộn gì cũng đòi nợ thôi. Ngày 17 tháng 4 năm 2007, thời báo Sinh Mệnh nổi tiếng trong nước đã đăng hàng tiết phong trào ăn chay hưng khởi toàn cầu, do các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng thuộc Đại học Mỹ Quốc biên giải như sau. Nếu lấy loài vật làm thức ăn, sẽ phát sinh các bệnh mãn tính như béo phì, tim, ung bướu, vân vân. Còn ăn thực vật thì sẽ rất mạnh khỏe, còn có được khả năng đề kháng, ngăn ngừa và khống chế bệnh tật. Suy ra, ăn chay chính là ẩm thực lựa chọn đúng đắn nhất của nhân loại. Hãy quan sát các loài bò, dê, chim. Chúng dùng thức ăn là thảo mộc. Nói theo quan niệm dinh dưỡng của con người thì quá đơn giản và thiếu chất bổ. Thế nhưng, chúng vẫn có thể lớn mạnh, cường tráng. Trừ gặp phải ôn dịch hay bị người giết ra, hầu như chúng không có bệnh gì. Mấy năm trước, các báo đăng bò Anh Quốc bị điên, chẳng phải nguyên nhân là do thức chăn nuôi chúng bị trộn bột thịt nên mới dẫn đến thảm cảnh này hay sao? Lại nữa, con người và bò, dê, ngựa, vân vân, răng đều bằng so với loài ăn thịt như hổ, báo, sói lang, hoàn toàn khác. Hai từ thức ăn, chữ Hán đều có bộ thảo trên đầu là biểu trưng cho thực vật. Người ta ưa nên mới xếp chúng vào hàng thức ăn. Nhưng chúng ta lại cho thảo mộc là không đủ dinh dưỡng, vậy mà chúng có thể nuôi trâu, bò, ngựa, vân vân, sống mạnh khỏe. Con người chúng ta tự hào là thông minh, sao không thử động não, ngẫm suy vấn đề này? Hãy nghĩ xem, trong y viện, những người vào đó bị phẫu thuật, có bao nhiêu người ăn chay? Có phải do số người này vì ăn chay mà bị bệnh chăng? Tại sao người ăn thịt xem như có đầy đủ dinh dưỡng lại thường bị bệnh nặng? Nhìn xem, loài heo sống trong hoàn cảnh tệ lậu, ăn toàn đồ dơ cặn bã, chúng không cho là khổ mà còn yêu đời hoan hỷ. Số phận chúng bao giờ chết tùy thuộc vào quyết định của chủ nhân. Còn chúng ta ăn thịt không phải là dùng thi thể động vật tanh hôi hay sao? Ta ướp vào đó các chất gia vị
để che lấp mùi tanh thúi, hồng biến thi thể thành mỹ dị. Người chết rồi, thân xác gọi là thi thể. Thế, bò, dê, heo, chó, gà, dịch, vân vân. Chết rồi, không phải cũng là thi thể hay sao? Thịt chúng và thịt người có gì khác nhau? Đều là thịt thay chết. Lẽ nào không phải như thế? Bởi thân con người cũng giống như vật, đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, đều có ngũ tạng, lục phủ, đều có nỗi niềm tham sống sợ chết hệt nhau. Chỉ vì thọ quả báo bất đồng nên hình thể, ngôn ngữ khác nhau thôi. Nhưng nếu khuyên người hãy dứt sát sanh ăn chay, quả thật khó như lên trời. Dù là người rất thông minh, cũng chẳng biết lúc nào mình sẽ chết. Thật ra con người ta thường thọ hay đoản mệnh, sống hạnh phúc hay đau khổ đều có quan hệ trực tiếp đến chuyện giết chóc, ăn thịt chúng sinh. Những người ăn thịt, hằng ngày đời sống họ như ở trong nhà lửa mà họ không biết. Bởi vì hằng ngày, khẩu phần họ toàn tăng thêm nhiều thần thức những chúng sinh bị giết ăn. Nên âm hồn chúng cứ quẩn quanh, đeo quấn lấy họ, chờ dịp báo oán. Thậm chí, chúng còn giá nhập vào trong thân thể, khiến họ thường sinh bệnh, nổi cáo, phát khùng. Họ giống như kẻ ở trong căn nhà, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng hoàn toàn chẳng biết giải thoát ra. Vậy có đáng thương, đáng lo hay không? Những lời tôi nói đây quá lạ, quá khó tin và khó tiếp thu. Nhưng tôi vẫn mong các độc giả có thể đích thân tự thực nghiệm một lần. Vì những gì Phật Thích Ca tuyên giảng, mỗi câu đều là chân lý, trong thực tế đã được biết bao người thể nghiệm. Nếu không ngại, xin bạn hãy thử bỏ mặn, ăn chay một lần xem. Chỉ ăn khoảng 15 ngày thôi, tôi chẳng dám nói một tháng, vì sợ bạn không kiên trì thực hiện nổi. Còn nữa, trong thời gian bạn ăn chay đó, hằng ngày nên ráng tụng một bộ kinh Địa Tạng, cầu cho những con vật bạn đã từng ăn, giết qua. Lúc tụng kinh, nếu tâm tán loạn thì phải kéo về ngay, lo nhiếp tâm trì tụng. Nếu làm được như thế, nhất định sẽ thấy hiệu quả. Bạn sẽ lìa khổ được vui, giống như dựng sào là thấy bóng liền, vì tất cả do tâm tạo. Nếu tâm chí thành, có lẽ vừa tụng một bộ kinh là bạn đã thấy có cảm hứng. Song nếu lúc tụng kinh bạn không thể khắc phục tâm tán loạn, thì trong nửa tháng dù không thấy có kết quả rõ ràng, nhưng bạn đã cùng Phật kết thiện duyên thâm sâu. Lâu ngày ắt bạn sẽ thể hội được điều hay và không còn bị bất kỳ tổn hại nào. Bất kể là niệm Phật hay tụng kinh, chỉ cần bạn hành trì thì công phu xem như không luống uổng, phúc kia chẳng hề tiêu mất. Sám văn. Phật bảo A Nan: nếu chúng sinh nào giết cha hại mẹ, làm nhục sáu dòng bà con, người ấy sau khi mạng chung vào địa ngục vô gián chịu đủ thống khổ. Giải thích. Trong nhiều kinh Phật thuyết, đều xếp tội giết cha mẹ là hàng đầu trong ngũ nghịch, đủ chứng minh tầm quan trọng của tính hiếu thuận. Có thể nói thế này, nếu như không hiếu thuận thường khiến cha mẹ tức giận, chưa kể đến việc ngược đãi, đánh mắng, giết hại cha mẹ, thì người này có thể gặp tai họa bất ngờ. Toi mạng ngoài ý muốn, đây chính là tai họa thiên địa sát báo. Cho nên, người muốn học Phật, trước phải học làm người. Muốn làm người, trước phải hiếu thuận cha mẹ. Kết hôn rồi thì phải hiếu thuận cha mẹ đôi bên. Không hiếu thì cho dù bạn niệm Phật có được trời rải qua tán thán, cũng có thể xuất tam giới. Làm người phải chánh,
làm con phải hiếu, làm học sinh phải siêng năng, làm nữ hay nam đều phải đoan chính, an định. Hành được bốn điểm này, cả đời bạn sẽ tâm muốn diệt thành. Sám văn. Lại có chúng sinh phá cấm giới của Phật, phỉ báng tam bảo, ôm tà kiến, không biết nhân quả, không học trí huệ bát nhã, khinh chê mười phương Phật, trộm cắp của pháp, uổng ăn của tín thí, làm việc ô uế dâm tà bất tịnh, không hổ thẹn, quỷ nhục bà con, tạo nhiều điều ác. Người ấy khi sắp lâm chung, bị báo phong đao xẻ thân, nằm ngửa bất tỉnh như bị đánh đập. Những kẻ này đọa vào địa ngục A Tỳ 84.000 đại kiếp. Người phạm lỗi quỷ báng các kinh đại thừa, tạo đủ tội ngũ nghịch, phá hoại hiền thánh, đoạn các căn lành, sẽ phải chịu đủ hình phạt nặng nề. Giải thích: kẻ phá hoại giới luật, không tu hành tốt, uổng thọ của tín thí cúng dường, kẻ dùng tà kiến phỉ báng chánh pháp, không hiểu nhân quả, truyền dạy sai khiến người mất đi cơ hội học kinh Phật khai mở trí tuệ, kẻ phá hoại Phật, pháp, tăng, trộm kinh, pháp vật của Phật giáo, kẻ tạo đủ hạnh bất tịnh ô uế, không ăn năn xấu hổ, thảy đều sẽ vào địa ngục vô gián thọ khổ. Tôi xin kể câu chuyện có thực, xảy ra vào năm 2003. Mặc dù lúc đó tại hiện trường có nhiều người chứng kiến và biết rất rõ việc này, nhưng tôi vẫn xin giấu đi tên họ, địa điểm, chỉ dùng quá danh thôi. Tôi kể câu chuyện này để mọi người cảnh giác. Nếu đã làm thầy thì không nên hướng dẫn sai. Sư Chân Huệ. Một hôm, Lưu cư sĩ gọi điện thoại tới, báo tin là tại chùa X có ni trụ trì Chân Huệ. Hiện con gái, con rể của bà đang nháo nhào tìm kiếm hòa thượng diệu pháp. Vị tăng phi phàm trong sách Báo ứng hiện đời mô tả. Nhưng tìm không ra, phần ni Chân Huệ thì nhất quyết tuyệt thực đã 3 ngày nay rồi. Lưu cư sĩ kể rõ nguồn cơn. Số là hôm nọ, ni Chân Huệ bỗng cảm thấy ngũ tạng rất khó chịu, đi bệnh viện khám cũng không tìm ra bệnh. Tình cờ lúc đó có một đệ tử đưa bà cuốn Báo ứng hiện đời, nói là của một nữ cư sĩ tặng, xin mời sư xem. Sư Chân Huệ bảo: thân tôi đang bệnh đau, còn sức khỏe đâu mà đọc, thôi thì các ngươi hãy tự mình xem đi. Bà vừa dứt lời thì bỗng nghe trong bụng mình có một giọng nói nghiêm khắc vang lên bảo: ngươi không đọc được thì kêu đồ đệ đọc cho mà nghe. Ni Chân Huệ vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, vội hỏi: là ai đấy? Sao có thể ở trong bụng của tôi? Âm thanh kia nghiêm nghị bảo: không được hỏi gì khác, hãy mau kêu đệ tử đọc cho nghe đi. Thế là Ni Chân Huệ vội ra lệnh cho đệ tử đọc. Họ bắt đầu từ bài đầu tiên: nguyên nhân tôi đến với đạo. Cho tới khi đọc xong bài Nước Tràn Kim Sơn Tự và đang chuẩn bị đọc sang bài kế tiếp, thì giọng nói trong bụng Ni bỗng vang lên: yêu cầu họ đọc lại bài Nước Tràn Kim Sơn Tự lần nữa. Rồi cứ thế bắt họ phải đọc bài này tới lui ngót mấy lần. Ni Chân Huệ hỏi: sao cứ bắt đọc mãi bài này? Âm thanh ấy đáp: ta không những kêu ngươi đọc bài này, mà còn muốn ngươi tìm hòa thượng diệu pháp cho ta nữa. Ni Chân Huệ đáp: tôi xuất gia đã 9 năm, cũng quen rất nhiều người ở Ngũ Đài Sơn, nhưng chưa từng nghe nói là có hòa thượng diệu pháp ở đó. Âm thanh trong bụng lại bảo: nếu Ngũ Đài Sơn không có,
thì sao ngươi chẳng về cố hương thiên tân của mình để tìm? Thế là Ni Chân Huệ bèn về nhà nhờ con gái, nhưng con gái báo tin đã cố hết sức mà vẫn không tìm ra hòa thượng Diệu Pháp. Ngay lúc này, dị nhân trong thân bà không ngừng hành hạ, làm bụng bà phình to. Bà thầm nghĩ, tìm không ra hòa thượng Diệu Pháp ắt là khổ, chi bằng ta chết quách cho xong. Thế là bà bắt đầu tuyệt thực. Vợ chồng con cái thấy vậy hoảng hồn, bèn cầu cứu các cư sĩ khắp nơi, xin hãy hỗ trợ họ tìm hòa thượng Diệu Pháp giùm. Bởi vì lúc đó có rất nhiều người chẳng hay biết rằng tôi đã từng tuyên bố chuyện là có thực, nhưng tên tạm đặt, không nên tìm tung tích hòa thượng Diệu Pháp nữa. Do vậy mà thiên hạ thường lên Ngũ Đài Sơn tìm hòa thượng. Nhân đó phát sinh ra tệ cảnh, một số người xuất gia tham tài và những kẻ ưa gạt lường thừa dịp mạo danh, xúm nhau xưng là hòa thượng Diệu Pháp để được tín đồ dân cúng tiền tài. Do Ni Chân Huệ quá khổ, tôi buộc phải xuất hiện thay ngài và bảo các cư sĩ rằng hòa thượng Diệu Pháp trong sách chỉ là tên tạm đặt, Diệu Pháp là Phật Pháp, vì Phật Pháp chính là Diệu Pháp. Hàm ý, người tu nên tuân theo tôn chỉ Phật Pháp. Mọi người phải trì giới minh lý, tự tịnh tâm ý, không nên ngoài tâm cầu Pháp. Có lẽ Phật và Bồ Tát sớm đã an bài, sắp xếp cả rồi, nên con gái Ni Chân Huệ được giáo sư một đại học nọ sốt sắng giúp đỡ và hẹn là hôm sau sẽ dẫn họ đến gặp tôi. Nghe vậy, Ni Chân Huệ rất mừng. Âm thanh trong bụng bà cũng truyền lệnh: xin bà thỉnh gấp tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương, thay ông cúng dường ngài quả khanh giùm. Lúc đó đã 4-5 giờ chiều, khi con trai con rể bà ra tiệm thì tiệm đã đóng cửa. Họ về nhà kể lại tình hình, thấy bụng bà lại phình trướng lên, Ni Chân Huệ vội la to: xin ngài đừng hành khổ tôi nữa, sáng sớm ngày mai tôi sẽ sai chúng nó đi thỉnh tượng ngay. Thế là bụng bà xẹp lại bình thường. Hôm sau, lúc 9 giờ, tôi và Lưu cư sĩ đến chỗ hẹn để gặp họ, thì thấy sư Chân Huệ và các đệ tử tăng tục của bà đã ở đó đợi sẵn. Chào hỏi xong thì tất cả cùng ngồi xuống. Tôi mới nói với sư Chân Huệ mấy câu thì Lưu cư sĩ bỗng thì thầm vào tai tôi: có thể trên thân Ni Chân Huệ là một con đại mãng xà. Bà Lưu nói đúng, vì đầu rắn đang lắc lư phát tín hiệu, hiển lộ tướng mạo rõ ràng. Tôi hỏi Ni Chân Huệ: bà tu pháp môn gì? Sư đáp: vốn là thiền tịnh song tu. Sau đó tôi xem băng đĩa, bèn đổi sang kiểu tu, chỉ niệm một câu Phật, xem một bộ kinh thôi. Và thấy rằng khi mình niệm danh hiệu Phật chỉ có 4 chữ thì cảm giác phi thường tốt. Tôi hỏi sư Chân Huệ: nếu bà nhất quyết cho rằng tu theo thuyết chỉ niệm một câu Phật, xem một bộ kinh thôi là đủ để độ người liễu sinh thoát tử, vậy thì Phật giảng nhiều kinh để làm gì? Bắt mọi người phải đọc và học bao nhiêu kinh đó, chẳng phải là làm lãng phí thời gian và cuộc sống của họ hay sao? Khác nào ngầm cho rằng Phật chẳng biết đến chuyện, chỉ xem một bộ kinh, niệm một câu Phật thôi là đủ để cứu chúng sinh thoát khổ. Thế thì người tung ra thuyết này có trí huệ cao hơn Phật ư? Còn nữa, từ Phật giáo truyền vào Trung Quốc, lịch đại cao tăng đều dạy chúng ta phải thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển. Đều dạy chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô có nghĩa là quy y. Vì sao lại bác bỏ?
loại chữ Nam Mô ra, không cần niệm nữa. Bà thân là sư phụ, lại dạy người chỉ cần niệm bốn từ A-di-đà Phật thôi. Vậy có nghĩa là những gì lịch đại tổ sư truyền dạy từ xưa đến giờ thảy đều sai cả. Xin hỏi, bà xuất gia 9 năm rồi, tại sao chỉ vì xem một đĩa giảng thì phủ nhận hết tất cả những kiến thức trí huệ chứa trong kinh Phật mà mình đã từng theo học và tiếp thu suốt 9 năm? Bà một bề tự khởi thấy biết sai lệch, khăng khăng cố chấp, rồi nhất loạt bài trừ, phủ nhận hết bao kinh điển lẫn 84.000 pháp môn Phật giảng cho đa số, còn gạt phăng lời sư phụ dạy mình qua một bên, khiến đệ tử lầm mê theo, từ bỏ không học kinh điển, đánh mất cơ hội khai mở trí tuệ, tu trì chân chính. Bà làm vậy mà không thấy hổ thẹn ư? Bởi vì bà thay đổi pháp tu, gieo ảnh hưởng kinh động, khiến cả đám đệ tử chuyển sang tu sai lầm hết theo bà. Do chư Phật Bồ Tát từ bi, không nỡ nhìn bao người tu lạc sai theo bà, tự hủy hoại hết bao công phu chân chánh. Vì vậy, vị gá trên thân bà chẳng phải là quỷ quái chi nhập vào đâu, mà chính là long thần hộ pháp đến giúp, bức ép bà phải tìm chúng tôi, để chúng tôi giải rõ, chỉ thẳng cho bà hiểu. Nếu như bà chịu hồi đầu, tu hành theo con đường sư phụ bà đã dạy, thì bệnh bà sẽ lành. Ni Chân Huệ nói, tôi cũng thầm biết, vị gá trên thân tôi không phải là quỷ. Bà đã biết là do hộ pháp làm ra, thế sao còn tuyệt thực? Bà không đáp. Tôi hỏi, bà có chịu quay về phương pháp tu hành chân chính trước đây để tiến lên không? Bà đồng ý. Đột nhiên, Ni Chân Huệ nói, vị hộ pháp trên thân tôi nói, ông ấy muốn ra đi, xin ngài sắp xếp giúp cho một chỗ. Tôi nói, hễ đến nơi nào thì chỗ đó tốt, còn hỏi tôi làm gì? Bỗng nhiên, tôi nhớ tới bức tượng Địa Tạng cao hơn 1 mét, mà họ mua biếu cho đang để ở dưới lầu, liền bảo mãn xà trên thân Ni Chân Huệ rằng, tôi không đủ tư cách nhận thọ ông cúng dường, nên sẽ thay ông chuyển tôn tượng này đến cúng cho đạo tràng Trịnh Châu. Nơi ấy hiện đang thiếu tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương. Lúc này mặt Chân Huệ lộ vẻ hớn hở tươi cười, hiện sắc khinh an thư thới, đầu không còn lắc lư nữa. Trưa đó, mọi người cùng dùng cơm với nhau, đại chúng chứng kiến cảnh vừa rồi tâm tư đều xúc động. Phật, Bồ Tát, vì cứu độ chúng sinh, vì thành tựu cho chúng sinh, nên dùng đủ phương tiện giáo hóa, giúp chúng ta không lìa chánh đạo. Ni Chân Huệ chịu hồi đầu, không những thành tựu cho mình, mà còn thành tựu cho nhiều chúng sinh. Cảm tạ chư Phật, Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Lúc cáo biệt nhau, mọi người đều pháp hỷ sung mãn. Tối đó tôi về nhà, trong lúc kể lại việc này cho gia đình nghe, tôi bỗng thấy một cảnh tượng hiện ra giống như trong phim. Không có chính điện, Phật Thích Ca đang ngồi nơi tòa sen cao nhất ở giữa. Chung quanh là 2 hàng thính chúng nghe pháp. Ở giữa 2 hàng chúng này có một lối đi. Ni Chân Huệ quỳ ở giữa, đang chắp tay. Trên đầu bà có một vần hào quang nhỏ. Tôi ý thức được là Phật đang khai thị chúng tôi. Ni Chân Huệ là vị thực tu, có công phu, song chỉ vì nhất thời mê muội mà đi sai đường. Bỗng tôi thấy Bồ Tát Quan Thế Âm lướt về hướng Phật, đối diện với mãn xà. Ngài vẫy tay một cái, mãn xà liền tiến đến trước Phật, rồi quay sang Bồ Tát Quan Thế Âm. Bỗng mãn xà lắc mình, làm biển cả dậy sóng phát ra âm thanh rì rào.
trong chớp mắt sóng biển tiêu tan, mãng xà cũng không còn. Chỉ thấy Bồ Tát Quan Âm đang đứng trên một con rồng. Tôi lập tức hiểu ra, con mãng xà gá trên mình Ni Chân Huệ chính là con rồng này hóa hiện. Lúc đó lòng tôi thật hưng phấn. Chư Phật, Bồ Tát đối với khởi tâm động niệm của chúng sinh không gì mà chẳng rõ. Mỗi người tu hành học Phật chúng ta cần phải khéo léo biến người gây chướng cho mình thành Bồ Tát. Nếu biết xem tất cả đều là Bồ Tát, bản thân mới có thể thành tựu. Tất cả phiền não, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, vợ chồng, xóm làng, đồng sự, vân vân, nếu khéo chuyển thì biến thành Bồ Đề. Nên gọi phiền não tức Bồ Đề. Chẳng những lòng ta không chán ghét đối phương mà ngược lại còn sinh tâm cảm kích. Nghịch cảnh đến thì nhận, đa số thiên hạ thường lý luận: người chẳng phạm ta, ta chẳng phạm người, còn nếu phạm ta thì ta phạm lại. Nhưng giờ đây chúng ta minh lý rồi, thì dù bị người bán gây nên lỗi, ta đều nghe như uống nước cam lộ, cho tiêu dung tan nhập vào bất tư nghị. Tiêu dung nghĩa là không khởi mãi mãi sân hận, ngược lại còn sinh tâm hoan hỷ. Nếu làm được thế, thì sự việc tốt di diệu không thể nghĩ lường sẽ phát sinh ngay trên thân bạn. Chư Phật, Bồ Tát, thiên địa quỷ thần đều sẽ hộ trì, trợ giúp người chân tu thành tựu đạo nghiệp. Chư Phật, Bồ Tát lúc nào cũng dõi theo sự tiến bộ trưởng thành của chư đệ tử. Người chân chính tu hành mà khởi tâm động niệm, hễ vừa có chút sai, lập tức sẽ bị báo ứng ngay. Đây gọi là chư Phật, Bồ Tát luôn kịp thời gia hộ chỉnh sửa cho đệ tử, lúc nào cũng dẫn đường cho đệ tử. Vì vậy, khi bạn đóng cửa bị kẹt tai, ăn cơm nhai nhầm miệng, lưỡi, hoặc đang bước đột nhiên ngã nhào, hay không cẩn thận bị trẹo chân, hắt xì hơi hay cụp lưng, hoặc đi đường bị xe tông, da quẹt, thì những lúc ấy bạn phải nghĩ kỹ và kiểm xem vừa rồi mình có nói hay làm gì sai không? Thân, khẩu, ý có gì không đúng pháp chăng? Tâm có khởi tà niệm gì chăng? Đây chính là đi, đứng, nằm, ngồi đều chẳng lìa tu hành. Tu đến mức lúc nào cũng làm chủ được tâm, luôn tỉnh giác trước mỗi niệm khởi, không để chúng sai sử, dẫn dụ hành sai. Được vậy thì chỗ chỗ đều là đạo tràng. Mỗi một người tu đều có khuyết điểm, giống như bốn đệ tử của đường Tăng, đều có thể gặp 81 nạn. Chỉ cần thời khắc nào cũng giữ chánh niệm, lấy giới làm thầy, khéo biến ma chướng thành trợ duyên giúp mình tu tiến, nhất định sẽ tăng thêm ích lợi cho bản thân, sớm thành tựu đạo nghiệp. Phật nói tất cả pháp, vì độ tất cả chúng sinh, pháp vốn không phân cao thấp. Chỉ vì căn cơ chúng sinh bất đồng mà có khác biệt. Vì vậy, hễ hợp cơ ắt là diệu pháp, nên thiền, giáo, luật, mật, tịnh, môn nào cũng bình đẳng, cũng hay nhất, mọi người đều có thể tu. Chỉ cần khéo tuyển lựa pháp môn hợp với mình thì sẽ thành công. Do chúng sinh căn tính và pháp duyên có ngàn muôn sai biệt, nên không thể dùng một pháp tu làm chướng ngại các pháp khác. Nếu như vừa đi lệch khỏi con đường đạo pháp thì phải kịp thời tu chỉnh lại ngay như Ni Chân Huệ. Thế thì đối với những ngôn luận tuyên bố không đúng pháp trong đạo, ta phải ứng xử ra sao? Có một bài kệ xin chia sẻ cùng đại chúng. Mạc thế thuyết pháp,
có sai có chánh, cần bỏ thì bỏ, cần dùng thì dùng, tùy duyên quá độ, sân tức mê muội. Những người không tin, phỉ báng Phật là tự tạo vô lượng lỗi, quả báo của họ sau khi chết, nếu ta nhìn thấy được sẽ khinh tâm. Chư Phật Bồ Tát luôn đại từ đại bi, hằng quan tâm đến chúng sinh nơi ác đạo, dùng đủ phương tiện để quá độ, bao gồm cả trách quở nghiêm khắc, mong cứu chúng sinh bị đọa lạc. Chúng ta phải biết, chư Phật Bồ Tát giáo hóa người không phải chỉ toàn dùng lời ái ngữ dịu dàng, mà đối với những chúng sinh cứng đầu ngỗ nghịch, có lúc các ngài cũng phải hiện thân kim cang, trừng mắt thịnh nộ. Những cảnh địa ngục đau khổ trong kinh mô tả có nhiều vô cùng, không thể ghi chép ra hết. Xin đại chúng hãy tìm xem trong kinh sẽ rõ. Giờ tôi xin kể tiếp một câu chuyện. Quả Tiệp. Quả Tiệp từ nhỏ tay phải mất thính lực, thời tiểu học mắc bệnh viêm cơ tim, phải nghỉ học nằm viện, sau đó còn bị bệnh gan. Năm 16 tuổi, đột nhiên đầu cháu nhức thống thiết, hôn mê suốt 5 ngày, tỉnh dậy rồi thì không biết chữ, thậm chí 1 cộng 1 là mấy cũng tính không ra. Bác sĩ phán, do ngày trước huyết quản não bất thường, não bị tẩm huyết, nên phải phẫu thuật. Tuy mổ thành công, nhưng không lâu lại bị động kinh, lúc lành lúc phát, nên chẳng thể đi học. Cha mẹ cháu vì vậy khổ tâm khôn xiết, mãi đến khi xem sách Báo Ứng Hiện Đời, rồi gặp được tôi, thì họ bắt đầu ăn chay, tụng kinh Địa Tạng. Nhờ vậy bệnh động kinh của cháu ngừng phát tác. Một năm sau, mẹ cháu gọi điện cho tôi kể. Tối qua toàn thân Quả Tiệp co rút, nhưng không còn bị nôn ói dữ dội như trước đây. Tâm trí vẫn tỉnh táo, biết một bề niệm Phật. Cha mẹ hiểu là dù có đưa cháu đến bệnh viện khám cũng vô dụng, nên họ đồng quỳ trước điện Phật nhà mình chí thành niệm Phật. Lát sau thì cháu ổn lại. Sáng ra, cháu hối thúc mẹ mình hãy mau gọi điện thoại cho tôi. Tôi bảo bà, có thể con gái bà đang nhớ nhung tơ tưởng đến một nam nhân, không tiện nói qua điện thoại. Trước tiên, bà hãy khuyên con không nên nghĩ rằng tưởng loạn, ngày mai tôi sẽ đến nhà bà bàn chuyện. Hôm sau tôi đến gặp họ, Quả Tiệp trông có vẻ yếu. Trước tiên tôi xác nhận cháu nửa năm nay có cố gắng tụng kinh niệm Phật nhiều và đã lạy hình ngài Tuyên Hóa đủ dạng lại, đã thành đệ tử ngài. Tôi khen cháu chịu khó học tập, làm việc nhà siêng năng và cũng chỉ ra những lỗi lầm. Tôi hỏi, có phải con đang nhớ tới nam nhân? Mặt Quả Tiệp đỏ lên, khẽ gật đầu và nói, con kềm chế không được. Tôi bảo, sư phụ bảo ta nên nhắc con, tụng kinh niệm Phật là để giải nghiệp. Khi nghiệp chướng đời trước tiêu trừ, thì bệnh sẽ lành. Nếu như lòng con tâm dâm vừa sinh khởi, thì thần hộ pháp sẽ lập tức xa lìa con ngay, và quan gia trái chủ sẽ thừa cơ tiếp cận, đòi nợ, hành hạ, báo oán con. Ta cũng biết, đang độ tuổi xuân, mà cấm con không được nghĩ đến người khác phái, chẳng nên yêu đương thì quá khó cho con. Nhưng nếu muốn giải nghiệp, con cần phải tu và làm được những điều khó làm. Chỉ có chân thực tu hành mới được chư Phật Bồ Tát gia hộ. Lúc tâm khởi niệm sai quấy thì nên kịp thời điều phục thì không sao cả. Đợi đến khi con 25-26 tuổi, tốt nghiệp sẽ tiêu trừ, khi đó tự con cũng có thể nhận ra. Lúc ấy, nếu con còn muốn kết hôn, nhất định sẽ gặp người có thiện duyên với mình. Tháng 4 năm 2006, tôi lại nhận điện thoại, mẹ Quả Tiệp gọi tới, nói,
có tổng giám đốc của một công ty lớn nọ là bạn thân của họ, đang mở tiệm chơi bowling. Biết con gái bà đang rảnh, nên muốn giúp đỡ họ bằng cách để dành cho nó một chân làm việc ở quầy thu ngân và hỏi quả tiệp có chịu đi làm hay không. Bà hỏi ý tôi phải làm sao? Tôi không trả lời. Quả tình có thầm lo. Nếu quả tiệp đi làm, e là trong môi trường tiếp xúc có nhiều nam giới, nó khó mà khống chế được tình cảm yếu đuối của mình. Do vậy tôi đề nghị, để tự nó quyết định. Tất nhiên quả tiệp chọn đi làm. Một ngày mùa thu tháng 8, mẹ quả tiệp lại gọi điện tới, kể: tối qua con tôi phát bệnh, sức khỏe rất xấu, hiện giờ không ngóc dậy nổi, nó cứ thúc tôi phải gọi điện cho ngài. Ngay lúc ấy tôi nhận ra, tâm quả tiệp đang tơ tưởng đến nam nhân, nên liền tra gạn, thì quả nhiên đúng thế. Mẹ nó nói, gần đây cháu về nhà, ngó bộ tinh thần bất định, nghe nó kể có một nam sinh thường nhắn tin cho nó. Do cảm thông quả tiệp từ nhỏ đến giờ luôn bị bệnh hành, tôi bảo mẹ con họ hãy đến chỗ tôi. Sau đó tôi kể câu chuyện tiền thân của quả tiệp cho bọn họ nghe. Vào thời quá khứ, có một đôi vợ chồng gia đình giàu có nhưng không con. Thế là họ đi chùa, đến chỗ Bồ Tát Quan Thế Âm cầu con. Không lâu thì bà vợ mang thai, sinh ra một bé trai khôi ngô tuấn tú, tạm gọi là Bảo. Cả nhà cưng như châu ngọc. Bảo tính thông minh, nhưng do được nuông chiều quá mức nên càng lớn càng kiêu ngạo, chẳng nể nang ai, muốn làm gì làm đó, làm toàn theo ý mình. Lúc này cha mẹ muốn quản giáo cũng đã muộn, chỉ biết tiếc hận mà thôi. Sau đó thân phụ chàng tạ thế, mẹ vẫn cưng chiều. Bảo ngày càng phát thói tệ xấu, không làm việc, thường kết bè cùng bạn ác, lêu lỏng đàn điếm ăn chơi, qua lại chúng thanh lâu nhậu nhẹt mua vui. Sau đó trong nước xảy ra chiến tranh, Bảo cũng tùng quân đánh giặc, giết người không ít. Tàn cuộc chàng hồi hương, cưới vợ sinh con, vẫn không lo làm việc, chỉ biết ăn xài hoang phí, tiền toàn là chia ra không thu vào, nên dần cạn kiệt. Vợ Bảo khuyên can, chàng cũng không thèm nghe, còn nổi thịnh nộ ra tay đánh đấm, tát mặt đá vợ, khiến nàng bị trọng thương, hôn mê cả một ngày một đêm mới tỉnh. Kết quả, tay phải nàng bị điếc, toàn thân bầm dập, mang nhiều vết thương trong lẫn ngoài. Hơn nữa đầu còn bị đau nhức không ngừng, có chữa trị mấy cũng không hết, và nàng lìa đời. Gia đình nhà vợ tức giận kiện thư lên quan, Bảo bị bắt thẩm tra. Mẹ chàng phải bán hết gia sản mới cứu được con trai toàn mạng. Bảo bị kết án sung quân lưu đày. Đến lúc chàng trở về nhà thì mẹ đã mất, chỉ còn căn nhà trống. Chàng phải bán nhà để sống qua ngày, nhưng vẫn quen thói bê tha truy tìm quan lạc. Cuối cùng cũng đến một ngày, tiền của hết sạch, Bảo phải lang thang ăn mày, biến thành kẻ trộm cắp chôm chĩa, thường bị người dây đánh. Đến một ngày nọ, chàng té nằm trên đất, toàn thân co giật, miệng trào đờm. Người chung quanh nhìn thấy cũng không ai thèm giúp. Sau đó tuy Bảo chẳng chết, nhưng sống bần khốn suy sụp, luôn bị người phỉ nhổ. Lần nọ, trong lúc đang phát bệnh co giật, thì bỗng có một chiếc xe ngựa đi ngang qua và dừng lại. Thấy nha đầu dìu đỡ một phu nhân quyền quý trên xe bước xuống, bà tiến đến gần chàng, khom lưng nhìn, rồi đưa tay bấm vào mấy quyệt đạo trên thân Bảo. Chàng lập tức hết co giật. Bà bèn lệnh cho phu xe mua nước rửa mặt cho chàng và ban tặng thức ăn. Chàng nhờ vậy hồi sinh. Lúc này phu nhân cảnh báo, nhắc nhở với mọi người rằng, sở dĩ Bảo sa cơ đến bước đường cùng này là do tội ngỗ nghịch bất hiếu, tạo lắm điều ác mà ra.
bà khuyên dân làng nên lấy chàng làm gương, sống phải biết hiếu thuận cha mẹ, cư xử tốt với người phối ngẫu, phải làm tròn bổn phận thiên chức của mình trong gia đình, nên đoạn ác tu thiện mới mong phúc đến bệnh tiêu. Khuyên nhắc xong, bà hỏi chàng: nếu chịu cải tà quy chính thì sẽ giúp đưa đến chùa cạo tóc tu hành, không còn phải lo chuyện ăn mặc. Bảo nghe nói vậy rất hoan hỷ, bèn lại tạ rồi lên xe cùng đi. Chàng xuất gia xong, chọn ngày tụng kinh bái Phật, nhưng tâm dâm chưa đoạn nên đã phá giới, phạm dâm lem nhem. Vì vậy sau khi chết rồi thì vào địa ngục thọ tội, mãn kiếp thì đầu thai vào cõi súc sinh. Tôi kết luận đó là chuyện tiền kiếp của quả tiệp. Đời này được làm người, tuy mang thân nữ, nhưng khổ báo của nghiệp cũ vẫn chưa hết. Do vậy mà ngay từ nhỏ bị bệnh tật triền miên, nhờ đời trước từng xuất gia tụng kinh nên nay được gặp Phật Pháp tu theo. Song nếu muốn giải túc quán tội nghiệp thì tuyệt đối không được để tâm dâm manh nha vọng động. Quả tiệp nghe xong kinh hoàng tỉnh ngộ, liền dũng mãnh phát nguyện: xin thề từ đây không nghĩ sằng tưởng loạn, quyết chẳng tái phạm lỗi dâm ái nữa, đời này nhất quyết tu cho thoát ly tam giới. Hai ngày sau quả tiệp lại đến. Trong lông vàng có một nông dân họ Trương bị ung thư phổi. Hai bệnh viện lớn đều tuyên bố là bất trị và dặn dò người nhà lo chuẩn bị hậu sự cho ông. Có người bà con của ông biết tôi hay nghiên cứu vật lý, liền dẫn vợ ông Trương tới nhà tôi thỉnh cầu giúp họ. Vừa may họ gặp hòa thượng Diệu Pháp ngay tại đây, bọn họ liền khẩn cầu sư phụ từ bi cứu giúp. Hòa thượng Diệu Pháp nói: bệnh nhân nghiệp sát quá nặng, nhất là giết gà rất nhiều, có phải vậy không? Vợ ông Trương đáp: dạ đúng, chồng con ưa chiên xào hầm nướng, trong làng mà có đám cưới, hỷ sự hay tang sự gì, toàn đến nhà ông làm đích trưởng. Các người có lén giết con gà trống bự nào của nhà người ta hay không? Con gà này, bụng nó lông toàn sắc vàng, mình thì màu hồng nâu, còn đuôi màu xanh lá cây đậm. Toàn thân nó sáng lấp lánh. Khi nó ngẩng lên, tính chiều cao từ đầu đến chân cũng hơn nửa mét. Trông nó rất là hùng tráng oai vệ. Bà Trương nghe hòa thượng tả cả kinh, mặt mày thất sắc, té nhào xuống nghe một cái đùi. Bà dập đầu lia lịa, lắp bắp: ôi trời ơi, thưa Bồ Tát, chúng con nào biết giết gà là có tội. Năm đó mất mùa, ngày nào cũng đói, có con gà trống bự của nhà láng giềng bay đến chỗ nhà của chúng con. Quả thật chúng con có lén giết nó ăn, nào ngờ Bồ Tát có mắt nhìn thấu hết trơn á trời. Đây kêu là ác hữu ác báo hả? Sau này chúng con không dám tùy tiện chiếm đoạt của người ta nữa. Mà trong năm đói kém đó, chúng con còn trộm thêm lương thực của nhà nước để ăn, còn trộm cả hoa màu nữa. Bây giờ con biết tội rồi, tất cả là đều do chồng con liều lĩnh làm. Xin hãy giảm tuổi thọ cho con đi ạ. Con nguyện chết thay cho ông ấy. Bà có vẻ rất chấn động, vừa khóc vừa kể một hồi, luôn miệng xin sám hối tội lỗi của mình, khiến người nghe xúc động không vui. Ai ngờ người phụ nữ này lại có tính tỉnh giác cao, mới nói một chút là thông suốt. Lời lẽ của bà thật thà chất phác, mà tình cảm phu thê của họ cũng thật đáng quý. Tôi vội đỡ bà dậy, bảo bà hãy lắng nghe hòa thượng khai thị. Sư phụ cũng đang rất cảm động. Ngài nói giọng hơi run: sự khóc lóc phát lộ của con vừa rồi chứng tỏ con rất chân thành và biết ăn năn. Khi trở về phải nhớ giải thích cho chồng con hiểu, để ông ta biết lỗi mà khẩn thiết sám hối. Từ nay về sau, cả hai tuyệt đối không được sát sinh nữa. Hãy tới chùa thỉnh bộ kinh Địa Tạng
Vì chồng con sát hại gà nhiều, nên phải tụng 49 biến để hồi hướng cho chúng nó. Nên nhớ là chồng con phải xuyên tụng kinh Địa Tạng. Ông ta còn tội trộm giết con gà trống bự kia nữa. Nó là vua trong loài gà đó. Và hòa thượng hỏi tiếp. Có phải là sau khi giết con gà trống oai hùng đó xong, chồng con liền bị bệnh nhức đầu không? Bà Chương cảm nghĩ nhớ lại, khẳng định. Dạ, đúng, đúng rồi ạ. Quả là lúc đó ông phát bệnh nhức đầu ngót 2 ngày, nhức bưng bưng, ăn gì cũng không chịu nổi. Hòa thượng nói. Con gà đó sau khi bị giết, lúc nào nó cũng theo báo và đứng trên đầu chồng bà. Hai móng luôn bấu vào da đầu chồng bà. Có lúc còn dùng mỏ mổ vào não ông. Như vậy làm sao mà không đau đớn được chứ? Hãy lập bài vị cho con gà đó ở trong chùa. Hai con phải vì nó tụng 7 bộ kinh Địa Tạng và thỉnh chư tăng giúp làm siêu độ cho nó. Nó có thể siêu sinh thiên giới thành là một con phượng hoàng. Bà Chương nói. Dạ thưa sư phụ, chúng con không biết chữ nhiều, tụng không được thì làm sao ạ? Tụng kinh là để cứu mạng cho chồng con. Ngoài ra, đối với con cũng có lợi ích rất lớn. Không biết chữ thì có thể tra từ điển, cũng có thể hỏi người biết chữ. Nếu không thể tụng, thì có thể thỉnh tăng nhân tụng. Nhưng không tốt bằng chính mình tự tụng, vì công đức này đều là của mình làm nên. Phải tuyệt đối lưu ý, trong thời kỳ siêu độ, nên đoạn tuyệt tất cả thức ăn mặn, tất cả những thứ như thịt, hành, hẹ, tỏi, rượu và thuốc hút, toàn bộ đều phải dứt hết. Bởi vì nếu dùng miệng ăn đồ mặn hôi tanh tụng kinh, thì chẳng thể có chư thiên nhân quỷ thần nào đến nghe kinh. Chúng sinh sẽ không được lợi ích, mà như vậy đối với Phật Pháp cũng không cung kính. Vậy thì làm sao có được công đức? Những con vật bị giết, nếu như không siêu được, thì bệnh chồng con rất khó lành. Nếu cả hai có thể nghiêm hành, tuân thủ giới luật, thì Phật, Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho các con. Hòa thượng nhắc nhở thật thiết tha. Bà Chương lại hỏi. Dạ, chồng con hiện đang bệnh nguy, không biết có thể chết lúc nào. Tụng kinh như vậy có kịp không ạ? Chồng con, nếu chẳng giết vô số gà như vậy, thì thọ mệnh cũng chưa tận. Sát sinh là giảm thọ mà. Bởi vì vừa rồi con phát lộ ăn năn sám hối tận đáy lòng, nên hiện giờ bệnh của chồng con cũng có cơ may chuyển biến. Hãy chí thành sám hối, trợ giúp ông nhà tiêu trừ tội chướng. Nếu bản thân chồng con biết thành tâm sám hối, chí thành tụng kinh niệm Phật, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Phải tranh thủ nắm bắt thời cơ còn lại. Bà Chương vào bệnh viện thì thấy chồng mình đã có thể ngồi dậy được và đang ngồi trên giường. Hỏi thăm mới biết ông mới vừa nôn ra ống nhổ hơn 2 chén rưỡi đàm mũ, hơi thở cũng đã thông. Đây là từ hồi bệnh nặng tới giờ lần đầu ông có thể nôn được đàm ra. Bà Chương vô cùng mừng rỡ, sẵn dịp đem lời hòa thượng dạy kể cho chồng nghe. Chồng bà vừa mừng vừa sợ. Hôm sau cả hai quyết định xuất viện về nhà. Họ nói với bệnh viện, dù sao thì chúng tôi cũng hết thuốc chữa rồi. Hai vợ chồng làm y theo lời hòa thượng dạy. Không bao lâu, cái ông Chương bị ung thư phổi suýt chết kia đã ra khỏi cửa tử trước sự ngạc nhiên của toàn thôn.
Chưa hết, ông còn có thể chạy xe đạp. Việc này là đầu đề cho toàn thôn vây quanh hỏi thăm. Sau đó, một cơn mưa lớn trút xuống làm dột nhà ông. Ông liền trèo lên mái nhà tu bổ chỗ rò rỉ, khiến dân làng kinh ngạc.